Kìa, từ từ, đợi anh đã. Sao anh cứ liệu đeo theo tôi mãi vậy? Em không cảm ơn anh thì thôi. Hôm trước ấy, không có anh ấy, có khi em lấy về thằng Tây thì cũng nên. Tây thì sao? Tây thì anh sợ em vất thì sao? Nhớ tôi thích vất thì sao? Thế ở nhà bố em có hút thuốc lào không? Có. Thế em có biết cái điếu cày không? Điếu cày liên quan gì? Thì thằng Tây đây. Ôi trời ơi, đừng nghĩ thế mà anh bủn rủn hết chân tay. Nhìn em thế này mà giao cho điếu cày thì còn gì là người nữa hả Linh? Anh này, nghĩ cái gì đấy? Ôi trời ơi, cứ nghĩ đến mà anh đau hết cả lòng. À, hôm trước mọi người xem bảo đầu gối em bị thâm. Em làm gì mà đầu gối thâm như này? Nói. À, thì giờ này em quỳ hơi nhiều. Ôi trời ơi, nó còn quỳ nhiều nữa. Em quỳ với thằng nào? Mấy đứa liền làm sao mà nhớ được quỳ với đứa nào? Ôi. Có hôm còn quỳ mấy lần liền ý. Linh à, em có thấy cuộc đời nó bất công không? Anh thì tốt bụng như thế này, mà em thì cứ quỳ liên khúc, biết thằng này đến thằng khác. Sao em không thử chiêu đãi anh một lần đi xem nó như nào? Được. Ôi. Khó khăn gì cái ý. Ui. Qua nhà em quỳ luôn. Thật á? Ừ. Thế nhưng mà anh có ý kiến này, để cho tránh em bị thâm đầu gối thì anh quỳ đỡ cho em nhé. Thôi không phải ước, không lúc quỳ nhiều lại xin em tha á. Em cứ yên tâm, để anh quỳ cho. Xong Linh ở trên muốn làm gì anh thì làm. Ui, nghĩ đến mà tê cả người ra. Ô. Đánh mày quỳ chứ làm gì mà tê người. Ôi giời, thế mà không nói luôn từ đầu làm anh cứ tưởng. Nghĩ linh ta linh tinh. À mà này, anh có biết chỗ nào xem bói chuẩn chuẩn không? Em muốn đi cắt duyên âm. Dạo này thấy đường tình duyên nó cứ hãm hãm kiểu gì ý. Em đúng là thời buổi nào rồi cũng tin vào bói mới toán. Duyên dương nó còn đang ám lù lù đấy, không lấy đi lại còn đi cắt duyên âm. À, cái gì đấy? Tôi biết rồi, chính anh. Chính anh ám tôi không lấy được chồng đúng không? Em cứ bình tĩnh. Anh nói cho em biết này, chỉ khi nào mà em đi xem bói, thầy bói bảo là chồng tương lai của em ấy, đang ngồi lù lù trước mặt này, thì em mới sáng mắt ra, hiểu chưa? Đánh dậy ông chú. Ui, cái gì? Cháu xin lỗi. Linh ơi, thương thay một kiếp tôi đuôi mù, đành về mở phù ý, xem cho khối người đi xem bói, không quên mang lễ đến, còn đặt thầy sẽ cung cho ý. Ôi à, ai ôi. Dạ bạch thầy, hôm nay con đến đây để xem bói ạ. Thế xem bói à? Thế vừa nãy đã nghe thầy hát gì chưa? Thầy hát cái gì? Thầy vừa hát cái gì đấy? Thầy bị mù. À, bạch thầy bị mù ạ. Cả làng cả tổng này ai chả biết tôi bị mù. Cái câu sau ấy, đi xem bói nhớ mang theo lễ đến, còn đặt thầy sẽ cung cho ai. Lễ. À, đặt lễ đấy con. Dạ, đây ạ. Chả thành tâm thế nào. Lễ phải ra lễ. Kìa con. Dạ. Sao lại đặt như thế? Đặt lại đi. À, vâng, con đặt nhầm. Thế này anh chị ạ, hôm nay tôi bận rồi, không xem bói được. Ôi kìa thầy, sao thế ạ? Sao thế hả thầy? Đến cửa thánh mà đặt lễ thế thì thánh nào nó phù hộ? Ô thế thánh chê ít à thầy? Không phải là thánh chê ít, mà là tôi chê. À, mà là ít quá thánh không độ. Ơ, sao lại thế ạ? Con tưởng thành tâm là được thầy. Này, tôi nói cho anh chị biết nhá, tôi là kênh phát ngôn chính thức của thánh. Ngài không chơi Facebook, không có fanpage, nên tôi phải thay ngài truyền đạt lại với các anh các chị. Tôi mất bao nhiêu công đèn sách mở phủ, thế mà anh chị đặt có mấy cái chục bạc này. Giả sử ngày có một khách thì tôi chịu đói à. Dạ bạch thầy, thầy thông cảm. Cái con này mày cấm bỏ được cái tính kỳ bò.
Gì? Phải nghe bố. Đây, dạ dạ, đây, thưa thầy ạ. Bố này, ông ấy mù có nhìn thấy cái gì đâu, cứ cầu kỳ. Nó mù chứ thánh có mù đâu. Thế thôi, đặt một tờ thôi, 50.000 vẫn đổ được bình xăng. Mày. À dạ. À vâng ạ, vâng. À thế, thế ngài Hiển Linh rồi đấy. Anh chị có hỏi cái gì thì hỏi hỏi đi nhé. Đây mày, thánh thiêng thế cơ mà. Dạ bạch thầy, thôi thì chăm sự con nhờ thầy ạ. Thế hai vợ chồng hôm nay đến xem cái gì? Công danh, sự nghiệp, gia đạo hay là gia dụng? Ơ kìa thầy, sao lại có cả gia dụng ở đây ạ? Với cả bọn con không phải là vợ chồng. À, thế là anh chị đang tìm hiểu nhau ấy ạ? Dạ thưa thầy, không phải đâu ạ. Thôi thôi thôi, thôi. Đến cửa thánh tôi biết hết rồi. Mà bây giờ cái mốt trâu già nó dễ gặm cỏ non lắm. Thầy còn thích nữa là nhà anh. Ấy không phải, chúng con là hai bố con ạ. Ô, ô thế à? Ừ. Thế thầy hỏi nhà anh, quan điểm của nhà anh thế nào về loạn... Loạn gì hả thầy? Loạn ngôn. Nãy giờ thầy nói nhiều nó hơi nhịu, thông cảm. À, thôi thôi thôi, mình không nói linh tinh nữa kiểu loạn. Mình vào việc chính luôn nhé. Vâng ạ. Thế tôi hỏi vợ anh chết đã lâu chưa? Ờ, sao thầy lại hỏi thế ạ? Thì tôi tưởng vợ cả chết đến đây xem là bao giờ đi bước nữa. Dạ không phải thầy ạ. Ý của con là... À, thế là anh đến để xem bà nhà có bồ hay không gì. Riêng khoản này anh cứ yên tâm, thầy xem chỉ có chuẩn này, bắt quả tang ngay. Ôi giời ơi, thầy ơi là thầy. Con hỏi thật nhá, lúc đấy là thánh nói hay là thầy nói mà sao lạ thế? Tiên sư nhà anh, cái lời của tôi cũng như là lời của thánh đã nói tôi là cơ quan phát ngôn chính thống. Thế nhà anh định báng bổ à? Ấy chết, ai con lại dám báng bổ thánh. Đằng nào mất tiền rồi phải tin chứ. Tại con thấy thánh từ nãy đến giờ cứ lởn vởn, chưa có đi vào chủ đề chính. Thực ra ý của con hôm nay đến đây là muốn hỏi thầy, thầy có cắt được duyên âm không ạ? Thế sao nói sớm? Anh là anh lo anh có bồ chứ gì? Sợ mấy vòng nữ nó theo à? Khổ quá thầy ơi. Thì chả khổ thì không à? Nhìn cái tướng anh bụng to thế kia, lò xo chắc chắn rụt. Vất quá cứ bắn sang cho thầy nhá. Bố bố, có đòi lại tiền không? Con thấy thầy này cứ dởm dởm sao á? Cái con này buồn cười nhở? Dởm như mày còn dẫn tao đến đây xem làm gì? Bố thế nào ấy? Con xem chúng nó nói trên mạng ấy, ở gần đây có ông thầy bú mòi bói mù nên là con mới rủ bố đến xem ông ấy bú thế nào, bói thế nào. Cái nhà cô này buồn cười, nào tôi đã được bú của cái nào mà cô nói tôi bú như đúng rồi, có phải không nhỉ? Bú gì có mà bú mòi vậy? Có cái con này mày báng bổ thánh, thế thánh nó vật chết bây giờ. Đúng rồi đấy, đừng có mà báng bổ thánh. Thánh mà nhờ tôi vật, tôi vật cho cô thì không trượt phát nào đâu đấy. Đấy, bố thấy không? Có ra cái gì đâu. Tại tất mày đấy. Okay. Thế hỏi thật thầy là thầy có cắt được duyên âm không? Có chứ, không cắt lấy gì mà sống. Thế nhà cô đưa tay thì tôi xem cái duyên này nó có nặng. Lên đường không? Đưa đi còn gì nữa. Đúng rồi đấy, khẩn trương lên. Ôi dồi ôi, sao người đẹp mà tay thô thế? Ê thầy ơi, tay con đấy. Ui giời, đưa tay nhà anh để làm cái giày hả? Nào cô em, đưa tay đây thầy xem cho á. Nó phải thế chứ. À đây này. Thế ở làng nó có cái thằng nó rõ tốt bụng, nó đang theo này mà cứ đuổi với nó đi là thế nào? Thằng này là lấy làm chồng được đây này. Có thật không hả thầy? Chứ thánh thì nói dối nhà cô à? Thầy ơi, thầy xem kỹ lại đi, chứ con thấy ở xóm con làm gì có thằng nào nó ra hồn đâu. Toàn mấy cái thằng trộm chó bắt gà ấy. Bắt gà nhưng mà nó có chí. Quan trọng là cái thằng ấy nó yêu con gái ông thật lòng. Yêu còn muốn cái gì nữa. Làng mình làm gì có thằng nào đâu nhỉ? Chỉ có thằng Quang Lít thôi. Đấy đấy đấy, khả năng chính là thằng đấy đấy. Chắc không phải đâu thầy ạ. Cái thằng ất ơ đấy thì yêu đương cái gì nhỉ? Thế nhưng mà nó vẫn hơn là ông đi kén rể Tây. Kén rể Tây á, có ngày nát con gái. Sao thầy biết?
thì chính tôi chính tôi gieo quẻ mà tôi không biết. Đấy, cao tay thế cơ mà. Em không tin. Thì không cao thì làm thế nào được thầy? Nào, thế đưa tay đi thầy xem lại cho. Ôi ôi, hai đứa này phải cưới nhau gấp thôi. Ông sắp có cháu rồi đấy. Thế là thế nào? Mày với nó quan hệ kiểu gì mà tao lại sắp có cháu là sao? À, thì quan hệ bình thường thôi mà bố. Quan hệ bình thường là như thế nào? À thì quan hệ xã giao mà. Lúc thế nọ, lúc thế kia. Mày liệu hồn đấy. Để tao hỏi thầy. Thầy, thế thầy có xem được chúng nó quan hệ với nhau như thế nào không ạ? Biết, nhưng mà thánh không cho nó. Mà chúng nó sắp cưới nhau rồi, tổ chức cho chúng nó đi. Chứ để lâu cứt trâu hóa bùn, nó lại đi quan hệ với thằng khác mệt người. Hay là thế hả bố? Vâng, ai cho cưới mà cưới. Có phải ông Linh nhỉ? À, có phải ông cô nhỉ? Thầy này giỏi thế bố, biết cả tên con à? Ờ, tao thấy cũng hơi lạ. Nhưng mà tao nghĩ là giỏi thật. Tôi xem cái thằng đấy là được đấy. Nó tuy xấu dây thôi nhưng mà tốt củ. Vẫn còn hơn chán cái loại bụng to lò xo rụt. Thầy nói gì đấy? À không, đấy là thánh nói, không phải tôi nói. Thánh thì cũng phải nói bé bé. Chết còn. Rụt thì cứ nhận đi, có cái gì mà phải ngại. Ê thằng bạn à, con chào thầy ạ. Chào các bác. Ờ à, Nam đây à? Dạ vâng. Mày đang làm gì ấy? Cháu đi xem bói ạ. À thế à? Thầy ạ. Thầy hôm nay cho con xin con lô. Lô cái tiền sư nhà mày. Ấy. Tao mà biết để về bao nhiêu, tao còn ngồi để đi bói làm cái giày. Anh chào Linh nhé. Không dám. Chào anh. Bác, cháu xin lỗi bác vụ hôm trước. May mà bác trả lại cháu cái điện thoại chứ không cháu chả biết lấy cái gì ở bao lâu. Mày cứ liệu hồn đấy. Mày mới thằng Quang á, sao còn bày trò xí xớn con gái tao. Đừng có trách tao là ác. Dạ vâng ạ. Nhớ chưa? Vâng cháu nhớ rồi. Mày xong chưa? Nhanh lên về ông già tao còn lấy quần áo đi chùa. Nay mùng 1. Thì tao đang làm việc thì chả thế nào. Mày định hại tao à? Bảo ông mùng 1 tháng này không đi được thì mùng 1 tháng sau. Chứ bây giờ mà lộ ra là chết đảo. Nam có vẻ thân với thầy quá nhỉ? Ê bác, thầy đây á là cao tay lắm. Chỉ có những đứa nào mà không nghe lời thầy thì chỉ có ế lòi ra thôi. Đúng rồi. Anh nói cái gì đấy? Thế bác với em đã xem được cái gì chưa ạ? Hôm nay đến đây là nhờ thầy cắt duyên âm cho con Linh. Mà thầy cứ bảo lấy cái thằng ở trong xóm thôi. Thằng Quang Liếp thì bác nghĩ không phải rồi. Hay là mày nhỉ? Đúng rồi, hay là cháu đấy. Có phải không thầy? Phải cái tiên sư nhà mày. Bố nói linh tinh gì đấy? Con này, bố thấy thằng Nam nó cũng được ấy. Thực ra thì Nam này, bác nghĩ là do thằng Quang Líp nó xúi giục cháu làm những cái chuyện bất lương thôi. Đúng rồi bác ạ. Chứ bác thấy mày được đấy. Vâng, cháu ngoan hiền mà. Hợp đấy con ạ. Đúng rồi đấy bác ạ. Từ trước đến giờ cái thằng ba que sỏ lá đấy nó toàn xui cháu mất dạy. Nó là chỉ là mục đích chém em Linh thôi. Còn cháu đây này, cháu là cháu thích Linh thật lòng bác ạ. Cháu là muốn đến với Linh nhà làm đám cưới. Có phải không thầy? Thằng cái tiên sư nhà mày. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Cái thằng Quang Líp nó làm gì ông mà ông chửi nó sơi sơi đấy. Nó động gì đến chùm tường lọ muối nhà ông hả? Hay là ông đang ăn cơm nó rảnh bát của ông, nó chén con gái ông xong nó bỏ à? Có phỏng thánh. Đấy. Đấy là thánh bảo thế. Tôi hỏi khi không phải thầy. Thầy mấy thằng Quang Líp có anh em gì không mà thầy bênh nó thấy gớm. Bênh cái gì mà bênh. Ông nói như thế đến thánh ông không chịu được nữa là tôi. Ông cẩn thận, không có ngày thánh nhờ tôi vật con gái ông không trượt phát nào đâu. Đừng đùa. Ấy thầy, thầy bớt nóng. Này con gái, bố thấy thằng Nam này cũng được đấy. Hay là nhờ thầy xem ngày luôn cho hai đứa nhá. Thầy ạ, thầy giúp con xem cho hai đứa chúng nó ngày nào đẹp cho chúng nó tổ chức lễ cưới. Không được. Sao lại không được thầy? Không có ngày nào đẹp hết. Mà cũng chẳng có thằng nào hạp. Càng ngày lại càng không. Tại sao hả thầy? Bởi vì nó không phải là thằng Quang. Có phỏng thánh nhỉ? Đấy, thánh vừa bảo thế.
Này, tao nói cho thầy biết nhá. Ông mới kết tao rồi thì cứ phải để cho tác hợp đi chứ. Thì mày không ăn được thì thầy định đạp đổ à? Đổ cái tiên sư nhà mày. Mày định đến để phải phá đám tao phải không? Từ sáng giờ tôi tốn bao nhiêu nước bọt gần thành công rồi. Mày mò ở đây làm gì? À, mày định bật tao à? Đã thế nhá, cởi áo ra, cởi ra đó, trả cho bố tao nhé. Mày, thằng chó nhá, mày đã thế nhá, ông cởi ông trả mày luôn, ông cốc cần. Nhưng mày nhanh lên đi nhá. Tao từ nay không bạn bè gì với mày nữa nhá. Tao đấy cần. Nào. Bạn bè chỉ có phá hoại, không có làm được cái trò trống gì. Này, cút, để tao làm việc. Này, cháu nói bác Long nhá. Cháu ơi, trông ơi, phong độ chán. Thằng này thì... Đồ biến thái. Cởi nó cái quần đi. Thầy bình tĩnh. Thầy nhìn lại chính mày đi. Bác Long ơi, em Linh ơi. Thầy múa. Bạn. Tao không ngờ mày lại là cái thằng như thế. Mày còn cái trò gì nữa? Bác ơi, cháu xin lỗi, cháu biết lỗi rồi ạ. Còn mày? À, dạ. Sao mày biết nó như thế không nói với tao? Ê, bác. Cháu mà nói ra thì cháu làm gì còn cơ hội để tán em Linh nữa. Mày, tao nói cho hai thằng chúng mày biết, hôm nay chúng mày không xong với tao đâu. Bác ơi, cho cháu một cơ hội nữa đi bác. Này anh Quang, anh lôi bố con tôi ra làm trò đùa đúng không? Không dám. Từ bây giờ đừng có nhìn mặt tôi nữa. Linh, cho anh một cơ hội nữa đi mà Linh. Cơ hội gì nữa? Hai thằng mày, hôm nay không xong với tao đâu. Ôi, bác ơi, bác định làm gì bọn cháu đấy ạ? Làm gì à? Lại tao bảo. Chết chắc rồi Nam ấy. Dạ, dạ. 500 của tao đâu? Tiền đâu? Đưa tao vay. Cái gì? Đưa tiền đây. Cho mày đi nhá. Ừ, đưa đây. Không như điện thoại lần trước đâu. Ừ, biết rồi, đưa đây. Nhảnh lên gì này. Ê, bác ơi. Tao nói ai rồi chúng mày biết. Cứ liệu hồn. Nhìn đi bác cháu làm gì còn hồn mà liệu. Kìa Linh. Ngu chưa. Nhường tao để có phải là trôi rồi không? Để yên để tao làm thầy bói thì có phải là sắp xong việc rồi. Tự nhiên mày nào phá đám tao. Bây giờ thì hay rồi. Cơ mà bố tao đòi áo. Đòi thì cũng phải từ từ chứ. Tao lấy cái bộ này về để tao đi họp hội người cao tuổi à. Cả mũ nữa nhá. Biết rồi. Cả quần nữa nhá. Biết rồi. Cả 5 lít nữa đấy. Biết rồi. Cả Linh nữa nhá. Biết rồi. À, Linh cái tiền sư.